Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Báo cáo tới quý vị và các bạn rạng sáng ngày 18 tháng 12, mình giới thiệu tiếp thị tới quý vị và các bạn một chiếc ampli sử dụng xòe MOSFET của hãng Phúc Lộc có tên là Zinton. Zinton model là BA7900SC. Đấy. Đây, hôm qua mình bỏ ban ngày thì quý vị và các bạn sẽ nhìn thấy được cái độ mới của em nó. Cái mặt này của nó em nó rất chi là mới nhá. Đấy. Xứng đáng nha, xứng đáng để phủ khăn voan, xứng đáng để bày lên cái kệ, cái tủ kính hay là kệ gỗ. Đấy. Mình nhớ vào những thập niên 80 của thế kỷ trước nha. Có những chiếc đài radio cassette, kể cả cái đài mà đầu ấy là cái đài mono là một loa ấy, là cứ phải có cái khăn voan này để phủ lên để chống bụi nha. Đấy, khi nào nghe thì mới mở cái khăn ra. Đấy, cái âm ly này cũng thế nhá. Đấy, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đấy, tại vì em nó qua như thế nào rất chi là đẹp mới. Bây giờ đi sâu vào trong một tí đi thôi nhá. Đây nguyên zin đấy của Phúc Lộc sử dụng xòe MOSFET. Đây MOSFET đây này, cơ bản giờ đang cắm điện sờ vào nó giật cho bỏ mẹ. Đây đấy MOSFET này, đấy 8 con xòe, mỗi bên là 4 con. Âm thanh của MOSFET thì thôi mình không cần phải quảng cáo nữa nhá, vì có rất nhiều người đã biết đến nó và luôn tìm đến nó vì nó đem lại cho người ta cái cảm giác êm ái dễ chịu nhá. Đấy. Đây. Thì bây giờ mình xin test hoạt động của em nó luôn nhá. Đấy. Thì được cái là cái nền nhạc của MOSFET nó đem lại thì rất chi là dịu dàng. Đấy. Âm echo sử dụng IC0306 vẫn có thể đàn ca sáu nhị nhá, đàn ca tài tử hay là hát trên thuyền, thậm chí là ngồi trên giường chứ không phải là hát trên thuyền, hát ở trên giường vẫn hát được nhá. Đấy, thông tin rõ nét với các đồng chí như vậy. Bây giờ mình alo luôn cho các đồng chí thấy nhá. Alo, alo 1 2 3 4, alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, alo. Con này nó chỉ có 8 xò MOSFET thôi, thế nhưng mà ví dụ như các đồng chí chơi một cặp loa 3 tấc vẫn chơi được nhá. Thế còn nó chơi tốt ở những cặp bass 25 cm. Đấy. Alo, alo 1 2 3 4, alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mình thích nhiều cái show chỉnh dây tí. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy. Alo, alo 1 2 3 4 5 0306, mình để này zin. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chiều biên giới anh thèm thuốc Lào, sở đến túi lại chẳng còn điều yếu nào. Nghe có đầu diều không? Bây giờ mình đi vào test nhạc luôn nhé. Mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Đưa Em Về do Phượng Hoàng, giọng ca Phượng Hoàng, đó là Tuấn Vũ nhỉ, thể hiện. Con này được hai cái này với cái này là mình trang bị volume bi nhé. Đấy. Ôi 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 vui lũy trẻ con thơ mơ màng.
Thế mình xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn các đồng chí luôn đồng hành cùng Khang Audio. Chào thân ái. Merci.